Rồi, anh sẽ khang tiếng hết rồi. Mà có biết vì sao không ạ? Bởi vì lâu lâu rồi mới hát nhiều như thế này và mọi người quá tuyệt vời, và thấu tay cho Bách Khoa được không ạ? Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ còn vài ngày nữa đến là ngày gì nhỉ? Có ai biết 24 tháng 12 là ngày gì không ạ? Ok. Và Isaac xin được phép mời quay trở lại sân khấu Amy với bản song ca mang tên All I Want For Christmas Is You. Một tràng pháo tay cho Amy được không ạ? Xin mời âm nhạc ạ. Ai thuộc ca khúc này không ạ? Thuộc để hát cùng mà không thì đưa tay lên vai giáp của em đi nhé. Christmas is already coming, guys. Ready? All I want. Thế là không biết bài này à? Có không? Có xong ai hát hết vậy? Thôi đưa tay lên được rồi ạ. Hey! I just want you for my own, more than you could.
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình xin chào phát tay mọi người dành cho tất cả các nghệ sĩ tối hôm nay. Và hy vọng là mọi người đã có một bữa tối thật tuyệt vời cùng với Realme. Và giọng Isaac đã khàn hết rồi, nhưng mà muốn gửi một lời cuối cùng với tất cả mọi người là Isaac, Realme yêu mọi người rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào một dịp gần nhất. I love you.